clip mà mấy nhỏ nó học bài. Sorry. Xíu nữa. Dưa leo. Dưa leo ngâm với nước tương. Quay 2 lần 15 phút, chở qua cái 10 phút sau lấy ra ăn. Nó vừa có độ nước, không có khô. Chở lên cái nữa cho nó ngon. Vàng cái nữa là hết sảy luôn. Sẽ trở lại sau. Wow. Xong.
xương nướng xá xíu. Cho con trai này nãy con ơi ba làm cho con ăn cái kẹo quá. Nói gì kẹo hả? Không có trống đồ mà ăn kẹo gì không? Bà cho con miếng xem là nó được không? Không có xương, không có xương. Ăn bất tỉnh ăn thử nè, ăn nó thế nào. Mời nó thử nướng cục, bánh nướng nữa nè. Ngâm cho nướng cục đi. Cho ai? Lấy giấy á. Ăn đi, bà làm nữa nha. Ngon. Nó có xương. Đồ bà lấy ra nè. There's no xương rồi. Dạ. Thí dụ chứ thích cắt. Small bone in there. Bấy cơm nhanh đi con. No. Ok. Any more? No? Không, đủ rồi. No more rồi. Đó, bánh nướng nữa nè. Mình xí. Not done yet. Phải quá. Yeah, come back, but 10 minutes. 10 minutes. Đắt quá, nướng cả hết luôn. Chào cả nhà thân thương, đó bên đây làm món sườn nướng xá xíu. Chúc cả nhà một buổi sáng thật vui. Chào cả nhà thân yêu. Ayo, đã xong rồi. Cực kỳ ngon, thơm. Sườn heo nướng với xá xíu, ướp xá xíu nữa. Rất là thơm ngon. Cháy mỡ luôn. Chúc cả nhà một ngày thật vui và xem ủng hộ Đình Bảo miền Tây quê tôi. Thank you.
đỡ kho đỡ xăng nha. Vẫn như thường lại. Bún này nhà người ta kho bột ngọt, mà nhà mình nấu xèo bột ngọt, sợi này cũng có bột ngọt. Cho thêm tí đường. Kho là phải ngọt, phải mặn. Hai muỗng nước mắm trước. Khi mình cho nó thấm nó săn rồi bỏ miếng nước vào và mình kho dặn lửa nó. Xếp cho lại chồng 3 phút. Ok. Để trở lại kho nó sắp sắp hay có nước nè, ăn với ngon, chè với cơm, kho bằng nước dừa, mới tìm mới được kho nước dừa. Kho nước dừa là ngon, để cho chút xíu nữa thôi, khoảng chừng 2 phút nữa, nó vừa ăn là thôi, nãy giờ không có nêm gì nữa hết, nêm vậy là đủ rồi, vừa ăn rồi đó. Xong nữa mình cho khoảng chừng tí xíu nữa mình cắt tiêu lên là ngon. Xong một món thịt kho tiêu có nước nha, cái này không phải kho khô nha, không có nước ăn mới ngon. Tại như nhà con trai thích ăn ấy chấm với dưa leo, mới mua người gỗ 15 đồng. Ăn miếng còn miếng để làm dưa. Ok đu. Tới đây xong món thịt kho. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. À chưa? Chào cả nhà. Thank you.
lỗ quỳnh chợ cá. Đó, một hồi thì cả nhà coi cá rất là ngon luôn. Cá hồi kho. Ăn vô hồi hồi luôn. Wow. Đủ đồ ngọt, đủ đồ chua luôn. Làm nào phải lao. Ai vô. Trời này anh đem chua hết sảy. Anh đem chua rồi chùm. Vừa nấu ăn vừa livestream luôn, vừa quay phim luôn. Xoay rồi mình bỏ cầm trước đi. Cầm chua này 8 bữa. Nấu sẵn cho mấy ông thợ ăn luôn. À vô. Dạ mấy ông, à vô. Nấu canh chua cá hồi. Cậu nêm gì cũng ngon hết ta. Không phải nói nổ chứ. Tân tân tân. Sôi lên lại. Nêm. À dú. Sâu xuống thấy cái quần không được. À vô. Nấu chuẩn bị làm. Nay làm ngủ buổi chiều rồi. Hồi đi làm ca đem thô xe. Oh, hello my brother. Con chó nào hỏi brother xem live stream người ta. À vô. Khỏe lắm. Wow.
kho này cũng ngon. Làm 18 mà ăn là chưa hết. Nấu sự cố. Vừa chín là vừa xong, vừa tắt luôn khỏi cạnh. Alo, đói bụng quá nè. Ai Yến phải không? À chú Happy Thanksgiving brother. Happy Thanksgiving phải đi làm, không được nghỉ luôn. Mấy ông kia không lấy ngày nghỉ hết rồi. Mà chua ngon quá, đứng em hoài luôn. Anh nấu ngon á. À chú. Trời ơi, cái nồi này ăn dở tay còn nó muốn nữa ông nội ơi. Giá nữa chứ. Thấm cẩm luôn. Nấu nồi canh với kho cá luôn, có khoảng 30 phút là có ăn. Làm sẵn nha. Làm rau sẵn nữa hết luôn là có ăn, 30 phút là có ăn. Quả rau muống đó là xong rồi. Hắn dầu thổi sẵn luôn. Xôi xôi chua cho nó có là cá kho xay mặn là cá hồi to với cá hồi nấu canh chua rồi nấu như thập cẩm vậy. Không giỏi không có ăn. Phải giỏi thôi. Rồi nấu được canh mẹ hồi. Mời cho mẹ ông ăn. Mệt nghỉ luôn. Đây nồi canh chua nấu nèo luôn. Xíu thôi là có ăn rồi. Ăn cơm xong mới đi làm. Ở vô khỏe Long Yến. Lâu quá không thấy hỏi thăm cha chú bà. Trời ơi, có ăn rồi. Qua đây cho ăn nè. Cá hai kho mà ngon động trời kìa.
con giá vô khỏi ăn luôn. Quá trời luôn. Tính nấu con chút mà nó gà dữ vậy ta. Phút phải ngừng video rồi. Xong xôi một nồi canh chua. Chế này vô mà nước nó chảy nước miếng trời. Ghê vậy. Chua hoành tráng luôn. Này ăn cả tháng mới hết luôn trời. Xong nồi canh chua, để nồi cá kho ra liền. Rồi đã xong luôn, chữa miếng nước để cạn nước khỏi ăn luôn. À vô xong. Nồi canh chua cá kho chết bà 24 phút. Đang quay mới 24 phút thôi và đã xong. Nấu lẹ không biết có ngon không. Xong xuôi cho miếng tiêu nữa coi. Nấu không có nhiều hết, rửa 8 cái muỗng này nữa. Rồi. Chuẩn bị ăn miếng cơm coi. À, cá hồi kho dùng nước chan cơm nha. Nồi canh chua xong ăn treo càng dàn thế vô.